Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước cho thấy, trong năm 2018, ngành kiểm toán đã xử lý tài chính hơn 89.000 tỷ đồng, trong đó tăng thu giảm chi ngân sách nhà nước hơn 44.000 tỷ đồng, đồng thời kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với hàng nghìn tập thể cá nhân, trong đó chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 5 vụ việc để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định. Đáng chú ý, năm 2018, Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán 5 dự án BT, 8 dự án BOT và kiến nghị xử lý tài chính gần 4.000 tỷ đồng. Cơ quan này xác định đây là lĩnh vực thất thoát lớn nhất hiện nay, đồng thời kiến nghị Chính phủ, Quốc hội hoàn thiện cơ chế chính sách đối tác công tư. Năm 2019, dự kiến Kiểm toán Nhà nước tập trung thực hiện 190 cuộc kiểm toán trên tinh thần bám sát chủ trương đổi mới toàn diện hoạt động kiểm toán thông qua việc giảm số lượng đơn vị, chủ đề kiểm toán.